cái người sống trong giáo pháp của Đức Phật, hiểu cái giáo pháp của Đức Phật, thực hành tu tập theo giáo pháp của Đức Phật thì phải biết được cái mục đích cấp bách, mục đích khẩn thiết là gì. Đó là bản thân mình, giống như một cái người bị trúng tên vậy. Mà nếu như là cái người ấy là cái người biết lo lắng cho cái mạng sống của mình, vì cái sự an vui, vì sự lợi lạc, vì sự hạnh phúc cho mình, thì cái người ấy chỉ có mỗi cái việc là hãy rút cái mũi tên độc đó ra và chữa lành cái vết thương này thôi. Chứ còn cái người ấy không ngu si, không dại dột, không khùng điên loạn gì, mà lại còn phải đi tìm hiểu, vòng vò, hết những cái vấn đề không cần thiết, không liên quan, không liên hệ đến cái sự chấm dứt khổ đau này. Như vậy, một cái người đang thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, tự nhiên lại khởi lên cái ý nghĩ rằng là ta phải đi tìm hiểu cái vấn đề này đã, cho nó tường tỏ, rành mạch rõ ràng, mà cái vấn đề ấy không có liên hệ đến cái sự giác ngộ, chấm dứt cái mũi tên khổ đau sinh tử. Vậy thì cái người nào mà mình đã chấp nhận thực hành tu tập cái giáo pháp của Đức Phật, là cái vị ấy muốn chấm dứt cái khổ đau, muốn rút cái mũi tên, đây là cái mũi tên vô minh, mũi tên tham ái, mũi tên chấp thủ, mũi tên sân hận, mũi tên tà kiến, ngã mạn, phóng dật, ngu si. Vậy thì cứ khi nào mình hãy làm tất cả những gì có thể để có thể rút được, chấm dứt được, đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ tham ái, đoạn trừ si mê tà kiến, đoạn trừ cái sự năng xăng phóng dật này, thì cái người ấy là người đang thực hành đúng, đang sống đúng với lời dạy, với giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cũng có người thì lại nói lại không có làm đúng cái phận sự như vậy, không làm đúng cái chủ trương, đúng cái mục đích, đúng cái đường lối mà giáo pháp hướng đến ấy, lại muốn đi lòng vòng tìm hiểu những cái vấn đề về thế giới quan, về nhân sinh quan, về những cái kiến thức thế gian, về những cái pháp học thế gian. Vì ấy phải nghĩ rằng là ngày nào ta phải có cái học vị, ngày nào ta phải có chức danh, ngày nào ta phải trở thành hòa thượng, thượng tọa, đại đức, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, rồi có bằng giáo sư, rồi có những cái bằng thế học, thế gian, thì lúc ấy ta mới là cái người làm trọn vẹn cái phận sự của cái ở trong giáo pháp này. Thì cái người đấy giống như là một cái sự đang đi lòng vòng, đang đi muốn đi tìm hiểu cái mũi tên này, nó do ai bắn đến, nó như thế nào, nó ở đâu. Không như vậy thì bây giờ có thể rất nhiều cái sự tu tập không đi thẳng vào cái sự cốt yếu, mà lại cứ đi lòng vòng, đi tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái khác, đạt được cái này, đạt được cái kia. Thì những cái điều đấy nó rất là mất thời gian. Cái điều ấy nó sẽ có thể khiến cho một cái người học giáo pháp, thực hành giáo pháp, uổng phí cả cuộc đời, cho đến khi chấm dứt cái mạng sống này vẫn chưa rút được mũi tên nào ra cả. Có thể vì ấy bị bắn bởi rất nhiều mũi tên độc hại, nguy hiểm, khổ đau, khốn cùng, nhưng vì ấy lại vác cái mũi tên ở trong người mình đi để tìm cái cách tìm hiểu lý sự, lý luận, vòng vo về những cái mũi tên đấy, tỏ vẻ ta là cái người rất am hiểu, có cái kiến thức sâu xa về những cái mũi tên nó đang đâm đau đớn ở trong cơ thể này, mà mình lại không có ngồi lại, không có rút cái mũi tên ấy ra, mà lại cứ phải đi tìm hiểu lòng vòng, mà thì đấy là cái người ấy sẽ đi sai những cái giáo pháp của Đức Phật. Vì Đức Phật đã gạt qua một bên, loại qua một bên, bỏ qua một bên những cái vấn đề không liên quan đến cái sự chấm dứt khổ đau. Thì một cái người đang bị cái mũi tên độc đâm vào trong cơ thể rất là đau đớn, cũng như vậy
vì chúng sinh, vì những người phàm phu ngu muội si mê ở trên thế gian này đang bị những cái mũi tên phiền não tham sân si nó tấn công hàng ngày. Vì vậy cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp hướng đến chỉ dạy cho cái người ấy biết cái cách rũ bỏ, biết cái cách rút bỏ, biết cái cách để chấm dứt, để diệt trừ những cái phiền não tham sân si ấy, như là một cái người rút bỏ những cái mũi tên độc hại ra để cho cái người đấy được an lành, được an vui, được thoát khổ đau. Vậy ngày nào mình còn có những phiền não, còn có những tham sân si thì mình còn đang bị những cái mũi tên độc nó đâm vào cơ thể, đâm vào trong tâm trí, và mình sẽ chưa thoát khỏi khổ đau. Thì dù mình có nhiều danh lợi, nhiều chức quyền, nhiều những cái phù phiếm ở xung quanh, thì những cái đấy nó cũng chẳng giúp cho mình chấm dứt được cái nỗi khổ do những cái sự độc hại của tham sân si. Vậy nên cái việc mà muốn rút cái mũi tên ra không phải là mình phải đi tìm hiểu ở đâu xa, mà chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần chánh niệm, chỉ cần tỉnh giác, chỉ cần có cái trí tuệ để diệt trừ những cái ô nhiễm, những cái phiền não, và mình cứ tuần tự thực hành, nỗ lực thực hành, tinh tấn thực hành, thì mình sẽ đoạn trừ được những khổ đau. Còn nếu như mình còn lăng xăng, còn phóng dật, còn hướng ra bên ngoài, còn đi tìm cầu cái này, còn đi tìm kiếm cái khác, thì mình sẽ còn khổ đau. Còn nếu như ngày nào đó mình biết ngồi lại một chỗ để tự mà mình nỗ lực mà nhổ cái mũi tên ấy ra, thì mình sẽ được an vui và chấm dứt khổ đau. Thì mình sẽ làm được đúng như những cái sự chỉ dạy, những sự hướng dẫn của Đức Phật trong giáo pháp của Đức Phật, là chỉ khuyến khích mình là hãy làm tất cả những gì có thể nhanh chóng nhất để rút được cái tên độc hại ở trong thân thể này ra, để được an vui và chấm dứt khổ đau mà thôi. Rồi Đức Phật nói rằng và này Manukya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là thường hay vô thường. Đời sống phạm hạnh không tùy thuộc vào quan điểm là sinh mạng hay thân thể này là một hay là khác, hay đời sống phạm hạnh không có tùy thuộc vào cái quan điểm là thế giới là hữu biên hay vô biên, hay như nay có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa có vừa không, hay vừa không không, vừa không không tồn tại sau khi chết. Như dù như nay có tồn tại hay không tồn tại, hay không vừa có vừa không không tồn tại, hay thế giới này nó hữu biên hay vô biên, hay thế giới này thường hay vô thường, sinh mạng và thân thể này là một hay là khác, thì con người vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết, vẫn sầu bi khổ ưu não. Nếu như bây giờ mình cứ mất cái thời gian để đi bàn luận những cái chuyện phù phiếm vô ích ở trên đời, thì cái già cái bệnh nó vẫn cứ tấn công hàng ngày, sầu bi khổ ưu não nó vẫn sinh ra hàng ngày. Mà cái mục đích cái giáo pháp của Đức Phật là phải nhanh chóng giải thoát khỏi sinh già bệnh chết, khỏi sầu bi khổ ưu não. Vì vậy không có thời gian để ngồi đấy mà bàn luận về những cái vấn đề về thế giới này, nó khởi nguồn từ đâu, nó kết thúc ra sao, cái thân tâm này nó như thế nào, hay là cái sự chứng ngộ, chứng đắc cái niết bàn như là như nay có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, là những cái nó không có thể dùng ngôn ngữ thường tình, không thể dùng cái suy luận thường tình của một cái người phàm phu mà có thể hiểu được. Thì khi nào một cái người giác ngộ thì sẽ tự biết nó như thế nào, nó thì sẽ tự biết được các pháp như nó là, tức là biết được cái sự thật bản thể của các pháp. Có những cái có thể dùng cái ngôn ngữ chế định này để mà diễn đạt được, nhưng cũng có những cái không thể dùng cái ngôn ngữ chế định này để mà diễn đạt, để mà giảng nói, hay để cho một cái người phàm thường có thể hiểu được.
Vì vậy cho nên là chỉ cần lo tu tập mà giác ngộ, mà giải thoát khỏi khổ đau. Thì khi mà mình đã có cái sự giác ngộ, có cái con mắt trí tuệ rồi, thì mình sẽ thấy ra được sự thật của các pháp nó là như vậy. Vì do vậy này, Manunkiya Buddha, hãy thọ trì là ta không trả lời những gì ta không trả lời. Hãy thọ trì những gì ta có trả lời là những gì ta có trả lời. Và này, Manunkiya Buddha, điều gì ta không trả lời? Đó là thế giới là thường hay vô thường? Thế giới là hữu biên hay vô biên là điều ta không trả lời. Sinh mạng với thân thể này là một hay là khác là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa có vừa không, vừa không không tồn tại là điều ta không trả lời. Và này Manukya Putta, vì sao điều ấy ta không trả lời? Này Manukya Putta, vì điều ấy không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải căn bản của phàm hạnh, điều ấy không đưa đến yếm ni, ni tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, cho nên điều ấy ta không trả lời. Như vậy có rất là nhiều thứ mà Đức Phật luôn luôn gạt qua một bên, không trả lời. Hay là có rất là nhiều thứ mà Đức Phật thấy nhưng Đức Phật cũng không nói, vì biết rằng nói ra nó chẳng có lợi nào, nó chẳng có lợi ích gì. Như vậy thì thời nào cũng thế, cũng có rất là nhiều những tư tưởng, có rất nhiều những học thuyết, có rất nhiều những cái quan điểm, có rất là nhiều những cái giáo pháp ở trên thế gian. Và một cái con người ở trên thế gian có thể rằng là ham học hỏi, ưa thích học hỏi, muốn trau dồi càng nhiều những cái kiến thức, càng nhiều cái tư tưởng càng tốt, thì cái người đấy sẽ tự hào cho rằng mình là cái người hiểu rộng, là cái người biết nhiều. Nhưng mà tất cả những cái sự học rộng biết nhiều ấy, mình có thể học thiên kinh vạn quyển, mình có thể học hết đông tây kim cổ, mình có thể học tất cả những cái kiến thức ở trên thế gian, thì những cái sự học ấy nó có những cái học ấy nó có thể đem lại cho mình giải thoát khỏi tham sân si hay không, hay là những cái sự học ấy như nó cũng chỉ như là một cái túi rác, nó có thể đựng rất chứa chất rất nhiều những cái rác rưởi ở trên thế gian. Như vậy những cái kiến thức của con người trên đời nó chỉ là cái suy nghĩ, là những cái tư tưởng, là những cái lý luận, là những cái nhận định của con người. Có những cái tốt, có những cái nó chẳng có lợi lạc lợi ích gì, có những cái thì nó có thể đem lại nhiều những cái lợi ích cho thế gian, mà có những cái thì nó cũng là những cái tà kiến, nó là những cái si mê, nó cũng là những cái tư tưởng viển vông vòng vo lý sự trên đời. Vậy có rất là nhiều người bỏ ra rất nhiều cái thời gian năm tháng để học hỏi, để tiếp thu những kiến thức. Và Đức Phật chỉ dạy rằng những cái kiến thức gì mà có thể diệt trừ được tham sân si thì đấy mới là cái kiến thức đáng để học hỏi. Còn những cái kiến thức gì mà nó không có lợi lạc, không có lợi ích, không đưa đến đoạn trừ phiền não tham sân si, thì những cái kiến thức ấy học hỏi cũng chẳng đem lại cái lợi lạc, chẳng đem lại cái lợi ích gì. Vì vậy cho nên đối với những người hiểu cái giáo pháp, học cái giáo pháp của Đức Phật, thì mình có thể biết lựa chọn, mình có thể biết chọn lọc là những cái gì cần học và những cái gì không cần học, những cái gì cần phải trau dồi, cần phải tìm hiểu, cần phải tiếp thu, cần phải ghi nhớ, có những cái gì cần phải buông xả, cần phải buông bỏ, cần phải loại trừ, chứ không phải là cái gì mình cũng học cho nhiều mà mình không có thực hành được những cái điều ấy thì nó cũng chẳng có lợi ích gì. Ngay cả giáo pháp của Đức Phật vậy, mình có thể dành ra cả 10 năm, 20 năm hay suốt cả cuộc đời để học những giáo pháp của Đức Phật, có thể mình cũng không học hết được, không thể nào ghi nhớ, không thể nào tiếp thu hết được. Nhưng nếu như mình chỉ là một người tham lam đối với cái sự học ấy, ưa thích với sự học ấy, say mê với cái sự học ấy mà không có sự thực hành, thì cũng giống như là một cái người có cái sự
hiểu rất sâu sắc về cái mũi tên nó bắn vào mình, về cái người đã bắn mình, và cái mũi tên ấy nó được làm bằng chất liệu gì, nhưng mình lại không có thời gian để rút cái mũi tên ấy ra, thì cái mình vẫn chết trong sự đau khổ, chết trong sự đau đớn. Cũng như vậy thì có những người, có thể người ấy có cái kiến thức rất là ít, không mất nhiều thời gian công sức để học hết cái pháp này sang pháp khác, nhưng người ấy lại tận dụng cái thời gian, tận dụng tất cả những cơ hội, những khả năng gì có thể để nhanh chóng đoạn trừ những cái ô nhiễm, đoạn trừ phiền não, là cái người ấy đã rút được cái mũi tên độc ở trong cơ thể mình ra, thì cái người ấy lại là cái người hạnh phúc, lại là cái người an vui, lại là người thù thắng. Vậy nên trong giáo pháp của Đức Phật chỉ khuyến khích, chỉ tán thán những cái người nào đã đoạn trừ được những cái nguyên nhân sinh ra khổ, đó chính là những cái sự độc hại, những cái phiền não tham sân si, những cái ấy được coi như là những cái mũi tên độc hại. Và cái người nào là cái người khôn ngoan, tỉnh táo, sáng suốt nhất đối với cái người học đạo, đó là cái người ấy cũng chỉ hướng đến cái mục tiêu, đó là học cái pháp gì đưa đến đoạn trừ được cái phiền não tham sân si, thực hành cái pháp gì đưa đến đoạn trừ phiền não tham sân si. Nếu như mình học cái pháp gì đó mà nó chỉ tăng trưởng tham sân si thì cái pháp đấy không có lợi ích. Mình hành cái pháp gì đó mà nó tăng trưởng tham sân si thì sự thực hành ấy không có lợi ích. Vậy nên là tất cả những cái pháp học, pháp hành đều hướng đến đoạn trừ những cái phiền não tham sân si, thì đó chính là cái chủ trương, đó là cái mục đích, đó là cái đường nối, nên đó là tất cả những cái trọng yếu trong giáo pháp của Đức Phật.